và vào trước đó ngày mùng 10 tháng 11 thông tin các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế phải tạm hoãn khiến cho nhiều người có kế hoạch sẽ đi lao động tại nước ngoài lo lắng. Điện bộ lao động thương minh và xã hội cho biết việc này không ảnh hưởng tới việc xuất khẩu lao động. Theo đó, người lao động đi làm việc ở nước ngoài vẫn được đảm bảo quyền lợi và tham gia các chương trình xuất khẩu lao động của cả doanh nghiệp và cơ quan chức năng Việt Nam, kể cả các kỳ thi năng lực ngoại ngữ tạm hoãn. Các chuyên gia đánh giá, lao động đi làm việc ở nước ngoài không yêu cầu quá cao về chứng chỉ ngoại ngữ. Tuy nhiên, nếu người lao động có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thì cũng rất tốt, từ đó có thể xin việc, chuyển đổi công tác. Việc đưa người đi lao động ở nước ngoài vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng, chỉ cần tuân thủ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.